Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, sáng nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Các đại biểu bày tỏ tán thành quy định giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sử dụng ngân sách nhà nước một cách tự động và không bồi hoàn cho tổ chức, chủ trì theo giải trình của Ủy ban Thường vụ. Tuy nhiên, đối với nội dung liên quan đến giống cây trồng, đại biểu đề nghị xem xét lại. Không mở rộng giao quyền đăng ký cho tổ chức chủ trì liên quan đến các đối tượng của quyền tác giả, quyền liên quan đối với nội dung liên quan đến giống cây trồng được chọn hoặc phát hiện và phát triển cũng là kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Đồng thời, quy định chặt chẽ là chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, cá nhân là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam. Đối với quy định về tác giả, đồng tác giả tại Điều 12A, đại biểu nhận định, việc xác định khái niệm đồng tác giả là rất quan trọng, vì liên quan đến các quyền khác như quyền nhân thân, quyền tài sản của chủ thể, do đó đề nghị ban soạn thảo cần làm rõ hơn nội dung này. Cái giải thích về đồng tác giả như trong dự thảo thì tôi thấy rằng là rất là trừu tượng và rất là khó xác định và có thể dẫn đến là các cách hiểu khác nhau khi thực hiện. Theo tôi thì cần có cái giải thích từ ngữ về đồng tác giả là thật là rõ ràng, hoặc là có thể chúng ta sẽ đặt ra một số cái tiêu chí có thể định lượng được để xác định đồng tác giả. Ví dụ như là cái thời gian về tỷ lệ mà cái người đó tham gia đóng góp cho cái tạo ra cái một cái tác phẩm hoàn chỉnh và để có thể thực hiện một. Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá những ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội đều trên tinh thần xây dựng, có tinh thần trách nhiệm cao. Tất cả những ý kiến đề xuất đều được Ban Thư ký phiên thảo luận ghi chép đầy đủ. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Ủy ban Pháp luật tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo và các đơn vị hữu quan, tiếp thu lắng nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự án luật, trình Quốc hội xem xét như báo cáo.